Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay sáng dịp mà mình lại làm cho khách hàng một cặp nai á. Bữa nay mình sẽ quay cách sơn cặp nai của mình như thế nào ha. Thì cái sơn mình dùng đó là màu màu acrylic mọi người, màu vẽ chuyên dụng. Mình đã pha ra cái lon này ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sơn mọi người ha. Con nai đực thì mình sẽ sơn đậm màu hơn con nai cái mọi người ha. Để cho nó cảm giác nó mạnh mẽ hơn mọi người. Thì cũng khá lâu rồi mình không ra clip á, tại vì công việc nó ở trên cao nhiều quá nên mình không có quay cho mọi người xem. Trời rất là nắng á, thì mình đặt máy quay thì máy quay nó chịu không có nổi. Mình sẽ làm cho khách hàng thì mình tại nhà thì mình quay cho mọi người xem luôn. Cái màu sơn này thì nó khá bền ở thời gian mọi người á. Nó là màu vẽ chuyên dụng như những người vẽ 3D mọi người. Mình sẽ quét hai nước ha. Đó, mọi người thấy con này cái màu sẽ nhạt hơn á, dường như là nó sẽ yếu đuối hơn cũng được một xíu. Sau khi quét nước màu nó khô thì bây giờ mình sẽ quét nước hai nha mọi người. Thì nước hai nó sẽ làm cho cái màu của mình nó đều hơn. Cái mực nước thì nó dù có đậm thế nào thì nó cũng không đều màu được, nó sẽ bị lam, bây giờ mình phải quét nước thứ hai nữa. Sau khi quét xong nước hai thì bây giờ mình sẽ đi vẽ chi tiết rồi ha. Bây giờ mình sẽ vẽ được cái sừng không? Sừng con nai đực rồi mọi người ha. Sau khi sơn sừng xong thì bây giờ mình sẽ đi sơn cái bề ha. Bề này mình sẽ sơn màu đen lót rồi mình xíu mình sẽ giả đá mọi người ha. Rồi sơn lót xong mình sẽ đi sơn sơn cái phần bụng rồi ha. Bụng này màu nó sẽ sáng màu hơn. Trong ống chân này để tạo hưởng 3D nó hấp dẫn hơn á. Bây giờ mình sẽ đi vào tạo khối cơ cho nó nha mọi người. Những cái chỗ mà nó có cơ nó nổi lên thì mình sẽ cho những đường ra nó đậm xuống. Sớm giờ thì mình đã sơn tạo một phần trên ha. Bây giờ mình sẽ giả đá cho cái phần bệ của con hươu nha mọi người ha. Thì bình thường như mình làm thì làm ở gần á thì mình sẽ không làm cái bệ đây để cho con hươu nó cảm giác nó được tự nhiên hơn, nhưng đây là vì vận chuyển xa bắt buộc mình phải làm cái bệ ha. Thì mình đã biến tấu thành một cái cục đá mọi người ha. Bây giờ mình sẽ sơn cho mọi người xem. Sau giờ thì mình đã làm hết các công đoạn này mọi người. Bây giờ mình sẽ sơn những cái chấm sao cho nó ha, xong bắt đầu mình sẽ vẽ mấy mũi là coi như hoàn thành rồi ha.
Bây giờ là công đoạn cuối cùng nha mọi người. Công đoạn này là công đoạn vẽ mách mũi ha. Thì như sáng giờ thì mình quay video cho mọi người đã thấy cái công đoạn mình sơn cặp nai này ha. Thì bây giờ nó đã hoàn thành nha mọi người. Thì đây là con nai đực, gọi là đây con nai cái ha. Con nai đực là cái sừng nha mọi người. Kích thước con đây thì cao ngang mình đó mọi người 1m8 ha. Còn con đây là cao 1m rưỡi này. Đó, một cặp ha. Thì ai có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại 0968 890 138 để được mình tư vấn cụ thể hơn á. Cơ sở mình thì nhận làm tất cả mọi thứ mọi người nha, từ linh vật tới tượng Phật, tượng người, đồ long bộ, phù điêu với tranh tường. Thì những cái đây thường thường người ta hay để trong khuôn viên mọi người á. Nhà nào có sân vườn thì mình sẽ lên đó đây mình chụp hình ha, rất là đẹp ha. Đó, mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình nha. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video cho mọi người xem á. Hẹn gặp lại mọi người những video lớn lần sau. Bye bye.